hết đất không? Cái gì? Mày để tao hết đất rồi. Đi ra. Con điên. Cái gì? Để tao hết đất. Lẹ lên. Đi ra. Đi ra cho tao hết đất rồi. Xảo xảo à. Nè. Để ta hết đất. Đồ vô duyên. Đi ra. Đồ khùng. Mày để ta hết đất không? Hả? Gãi đi cho tôi hết đất coi. Rồi, nắm tay luôn. Xảo quá. Nó diễn xuất quá đi. Vậy đi. Vậy cho ba làm. Trời, nằm luôn cái mặt kìa. Xạo sự kìa. Nằm tay tôi sao tôi đi làm. Nó vậy đi cho tao đi làm mấy người ơi. Đây, vậy đi. Vậy đi làm nha. Đi làm nha. Thương nha. Rồi. Đi bạm. Đi bạm. Đi làm nha. Được chưa? Đi làm nha. Nhà chơi ngoan nha. Nè cái mặt nè. Xạo sự không? Con mới cắn này phải không xì? Xì. Đúng không? Con mới cắn này đúng không? Con đâu có cắn đâu. Đừng có xạo. Con mới cắn cái này đúng không? Nè, nhìn. Hung hả? Mày đừng có xạo, mày mới cắn này đúng không? Con nói thật mà. Được, xạo hả? Cái gì? Làm gì? Lại lọc hả? Con cắn cái này con nói gì nữa đây nè, con cắn này đúng không? Ba nói đúng không? Bỏ ngay chưa, bỏ cái tật này kia chưa? Đánh trống lạng hả? Trời, làm như thương vậy, trời đất ơi. Cái thứ gì á? Bỏ cái tật cắn bậy kia chưa? Hung, trời ơi, cái thằng này. Này, thương. Này, thương. Bỏ tật cắn bậy nghe chưa? Nghe chưa? Xạo xạo tối ngày xạo xạo hay nè thương không biết quá xạo đi đi ra đi. Nó đang làm gì vậy? Đang nũng nịu gì đó ai biết đó. Này, coi nào. Trời ơi kìa thương hả? Trời ơi, không cho ba đi đâu. Phải phải ôm gì mới chịu hả? Trời ơi. Ôi kìa. Ôi kìa. Xỉu. Sao? Muốn đến gần hơn. Ôi ôi. Mẹ ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi, con này quỷ thiệt. Con này nó quá trời nó rồi. Quá quỷ. Diễn xuất. Trời ơi, không được đâu, không cho bà đi đâu hết đâu. Trời ơi, sao mà giúp cái đứa này quên vậy mày? Trời ơi, đứa này nhũng. Đó là chiêu của tao mà mày không hết rồi chết tôi rồi. Mà quá chiêu của bà rồi sao bà làm bà sống được nữa. Trời ơi, chết em. Có nhiều đứa đi kiếm ăn nè. Chết rồi, chết rồi. Ồ, có cái mặt kìa, trời ơi, làm gì ai chịu nổi. Kìa, mặt biểu cảm kìa. Trời ơi, đang sướng kìa. Xì. Xì. Muốn ăn không? Hành xí mốc cha. Hành xí mốc cha. Muốn ăn không? Dễ thương. Nằm luôn. Mệt em. Nó nằm luôn rồi xì. Giờ anh làm gì được nó? Nói đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Tôi chết. Con này con điêu thiền. Với con này không phải con bình thường đâu nha. Con này là con cũng nó tô đắc kỹ đâu. Dạ, kính thưa quý vị, đây là con xì nha quý vị. Nhọng nhẹo mà hả? Nói trời nè. Ơi. Ghen bà lớn nè. Cho nên thương anh nhiều hơn là thương em. Chứ gì nữa, chứ thương bà làm gì đúng không? Bà giữ chữ con hoài. Cái gì? Con xì
hư thui. Mày chỉ có biết thớt bà thôi. Thích đánh đít. Ôi kìa, thích đùa giỡn vậy đó. Ừ, sao không muốn sao? Ừ, rồi vậy đó hả? Trời ơi, trời kìa. Không cho nói hả? Không cho nói, ba nói nhiều quá đừng nói nữa. Kìa, trời kìa, nhìn thấy ghét quá kìa. Cái mặt biểu cảm kìa. Bây giờ con sao? Muốn gì? Trời ơi, biểu cảm kìa. Rồi đi vô đi cho ba, đi làm. Buông tay ra nha. Đi vô đi, đi ra đi cho ba đi công chuyện. Say. Trời. Tôi kìa. Trời ơi, tôi chết rồi. Nè, đây nè, cái tay đây nè. Cầm sao? Ôi, lắp á. Lắp. Chịu con có gì đâu. Chịu có thiệt. Adasta. Dễ quá.